của mình. Thôi bây giờ thì Phi Nhung sẽ hát bài hát Mẹ ơi mai con về của nhạc sĩ Hoàng Nhất. Rồi Hoàng Nhạc Hoàng Nhất là chồng của nhạc sĩ Kiều Vân mà. Khi Nhung về tới thì Dường đã chết rồi, không có còn nữa. Nên nói chung là
cái bài này nó rất là linh thiêng nên Phi Nhung rất là thích và muốn các con của mình hát bài hát này, đi đâu cũng hát. Phi Nhung biết là cái việc rất là hiếu thảo với gia đình, nhưng mà lâu lâu mình cũng nhìn lại mình và mình cũng phải dạy con mình những cái câu nói mà mẹ mình đã từng dạy. Phi Nhung nghĩ như vậy nên Phi Nhung đã hát bài hát này, mặc dù hát rất là nhiều nhưng mà cái cảm xúc nó rất là động trong người Phi Nhung, không có thể nào quên được. Hôm nay là ngày vui của Phật đản sanh ra đời, thì Phi Nhung nghĩ là Phật cũng có mẹ nên Phi Nhung hát những bài hát này để cũng nói lên những cái tâm trạng của mình. Phi Nhung nghĩ là ngày sinh nhật của Phật thì là phải vui, nhưng mà Phi Nhung không có những cái bài hát vui của Phật thì Phi Nhung hát những bài hát này. Đây là tấm lòng của Phi Nhung từ bên Việt Nam bay qua đây vì sư cô vừa quay với lại khán giả ở đây bay qua để cống hiến cho quý vị những lời ca tiếng hát để quý vị đỡ buồn. Xin cảm ơn. Và quý vị cũng biết là Phi Nhung cũng nuôi rất là nhiều con, nên con của Phi Nhung là toàn là các chú tiểu không thôi, mà Phi Nhung rất là thương. Phi Nhung nuôi từ các chú từ lúc mới 1 ngày tuổi và 2 ngày tuổi, lớn nhất là 4 tháng tuổi là lớn nhất, mà bây giờ là 23 người con cộng với những người con đã đi hát, thì có 7 chú đã thọ giới sa di là cũng đã thành thầy. Phi Nhung